chào mọi người nhé, chào mọi người quay lại với kênh Hoàng Gia Cano chi nhánh miền Trung. Ngày hôm nay mình đang chuẩn bị giao 7 bé C3 cái giống này về với Bảo Lộc với cả và hai bé Corgi nữa. Nên mình quay cho các bạn xem. Đó, đi ô tô ra tận nơi. Các bạn cũng xem video của mình nhé. Đó, bé Corgi được. Đây là mẹ của mình được giống. Hiện tại thì bên mình ở khu vực Bảo Lâm với lại Bảo Lộc của Lâm Đồng á, thì hiện tại có tới 5 trại liên kết lần. Thì ở đó thì người ta nhân giống chủ yếu là dòng C3 với lại Corgi. Thì toàn bộ con giống á là đều được bên mình cung cấp hết. Bên mình sẽ bao tiêu đầu ra với lại hỗ trợ kỹ thuật luôn. Đó, cho nên là những hồ đó là trước là những hồ này thì hầu như trước là đều chưa có bao giờ là nhân giống dành cho cảnh hết. Cho nên là về kỹ thuật với lại là cách thức nhân giống, rồi chuồng trại các thứ là đều là như con số 0. Nhưng mà bên mình cung cấp con giống thì bên mình hỗ trợ xây dựng chuồng trại, rồi hỗ trợ kỹ thuật, rồi chăm cho con, rồi hướng dẫn á. Xong rồi thời gian này là người ta ngày càng mở rộng á. Người này thấy được người khác không làm là bây giờ hiện tại rất là nhiều trại ở bên đó luôn. 5-6 trại nào cũng rất thành công. Có những trại là tầm có 6 con cọc ghi giống thôi, nhưng mà chỉ cần 4 tháng là đã hòa tiền vốn rồi. Đó, thì mình chỉ cần tính đơn giản là chỉ cần một ổ cọc ghi thôi mà nó sinh tầm khoảng 6 con thôi á. Thì một ổ như vậy là mình đã hòa tiền con giống rồi đấy. Đó, cho nên là bạn nào có nhu cầu nhân giống ngồng chó cảnh thì liên hệ với mình nha. Đây là con hiện tại bên mình. Xe giao ô tô. Tổng cộng là 9 bé đấy. 7 bé C3 với lại 2 bé cọc ghi. Đó, đợt này đang trang trí này, sơn lại màu hồng các kiểu để Tết này check in này, cho các bạn ghé uống cà phê check in. Ở bên này chuẩn bị sắp tới sẽ lắp dàn đèn. Ở buổi tối rất là đẹp nha, ban ngày thì trời mát mẻ. Bạn nào mà có nhu cầu nhân giống dòng chó cảnh này, dòng C3 Corgi thì inbox cho mình nhé. Mình để chi tiết ở phần mô tả, có số điện thoại Zalo, các bạn có kết bạn mình qua Zalo đó. Mình sẽ hướng dẫn cụ thể. À, bên này là khu Alaska với lại con đần giống, phía sau là C3 và Corgi. Rất là nhiều bé đẹp luôn. Mẹ quay mỗi đồ là người ta thì làm. Đây, sau này là có một bé Alaska ở đây. Con này thì chủ yếu là C3 với lại Corgi. Có một khu cỏ nhân tạo để quay phim chụp hình với lại thả ra chơi nắng, phơi nắng. Khu vực này là cháu giống nên rất là ít bé. Để bé cho con ở đây nha. Shiba được cái đen. Sau này thì chữa là hai dòng chó nhỏ là Corgi với là Shiba thôi. Hiện tại thì khu vực Bảo Lộc bên mình đang có 4 trại liên kết ở đó nhá. 2 trại ở Bảo Lộc với lại 2 trại ở Bảo Lâm cũng gần nhau thôi. Vừa rồi thì bạn đã xem video mình thì có biết là mình hỗ trợ ở bên đó đúng không? Đó, cọc phi. Con bé đẹp chưa? Bé lắm. Rồi bạn nào mà có nhu cầu mà muốn nhân giống dòng Golden C3 thì cứ liên hệ mình nha. Hiện tại thì có cả dòng cút đồ nữa đó. Thì bên mình thì sẽ cung cấp con giống, hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu đầu ra cho các bạn luôn đó. Hỗ trợ cách làm chuồng trại này, rồi thì cách nhân giống này, đờ đẻ này, rồi chăm sóc này, chế độ ăn uống này, bên mình sẽ hỗ trợ đầy đủ luôn. Rồi cách set up chuồng trại như nào đó sẽ có hỗ trợ rất là nhiều, nên bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ mình nhé. Đây, mọi liên hệ thì mình để ở phần mô tả. Chào và hẹn gặp lại nhé. Chắc là mình cũng sẽ dừng video ở đây để chuẩn bị hành trình đi hỗ trợ kỹ thuật tại Lâm Đồng ít ngày. Mình đi hôm nay đi giao thôi, thì đi có hơn ngày là mình sẽ về lại trại thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ.